Okay. Bên bạn thương sâu trong rất trăm nay bên thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục về kinh Pháp Bảo Đàm. Tất cả chúng ta đã biết từ kinh hoặc kinh luận tổ thì là ai cũng đã học qua rồi, thì tổ sư dọn trước để cho chúng ta có cái đủ cơ duyên và cũng tiết kiệm cái thời gian để nghiên cứu. Cho nên lịch đại tổ sư dọn trước các ngài đã từ bi, đã dịch thuật từ Phạn sang Hán, rồi lần lượt các ngài đã giảng trạch và phân chia cho chúng ta để tiện về nghiên cứu. Thì kinh Phật chúng ta thấy gồm có Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Ba Phần Kinh, Luật và Luận. Kinh lược tất cả các vị tổ sư của cái dòng ngôn cũng rất là một hệ thống kinh điển, và các ngài cũng đã tu chứng. Cho nên là cái loại mà phân chia cũng gọi là phán giáo, cũng gọi là phân định để cho chúng ta chọn cái pháp môn để hành trì cho nó dễ. Thì chư tổ đã chứng tánh rồi, dù là giáo môn tịnh độ môn hay là mật môn, tức là thiền tông, tịnh độ tông và mật tông đó. Giáo tông là sự các ngài đó chưa bao giờ giảng trạch phân chia phân biệt có sai ý Phật bao giờ. Vì để cho cái chuyện việc cho người đời sau đó, sự các ngài sắp xếp thì nói ở kinh Hoa Nghiêm đó, thì ban đầu Đức Phật nói nó quá cao siêu, thì cũng có cái hàng là Bồ Tát Hiện Thân ra gánh vác. Và Phật nói kinh Hoa Nghiêm đầu tiên á, thì là chỉ cho cái người thượng căn thượng trí nghe qua là hiểu, cái hàng Tam Thừa tức là Thanh Văn Duyên Giác, rồi cho đến Bồ Tát Thập Địa nghe qua cũng còn là ngơ ngác vì cái ý quá sâu xa. Rồi Đức Phật mới phương tiện lên, mới là giảng lại tất cả các kinh Phương Đẳng và các kinh khác. Thì nói về kinh Hoa Nghiêm, ngài Đỗ Thuận là con người đã tu chứng, cho nên ngài chuyên hoằng về kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa thì có ngài Xuyên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài cũng chứng được cái có nơi thì ghi ngài đã chứng được cái phổ phẩm, tức là cái phẩm thứ 9 của Thập Địa Hàng Bồ Tát. Có nơi thì nói là ngài là ở nơi sắc địa, có nơi nói ngài là ngũ địa. Ngũ địa, sắc địa hay là cửu địa đều là đã chứng quả Bồ Tát. Ngài đó là chuyên hoằng về kinh Pháp Hoa, rồi là tất cả kinh Bát Nhã hay là các kinh khác đều không được đời tổ sư các ngài đã chứng tánh. Có nơi tất cả các pháp hội chia ra làm ba thời kỳ. Nhưng mà Đức Phật đã biết tất cả các vị đệ tử, đại đệ tử của mình đó, thì cũng đã là chứng quả vị La Hán rồi. Nhưng mà ngôi vị A La Hán là Đức Phật cũng chưa có phải, cho nên ở kinh Pháp Hoa đó mới xin xét lọc Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác cho đến Bồ Tát. Rồi là ngài Ca Diếp là cái của người thượng thủ, nhưng mà mật hạnh bậc nhất và cũng là cái người chứng thâm sâu bậc nhất trong hàng đệ tử Phật. Nhưng mà Đức Phật muốn là dắt dìu cho tất cả đệ tử của ngài đều đến với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như ngài. Thì đối với thiền á, là Đức Phật thân truyền
À, tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, hôm nay cũng nói sơ lược thôi. Thì do là ngày cắt nhít là để tổ thứ nhất Đức Phật là thủy tổ, ngày A Nan là tổ thứ hai, ngày thứ ba là Tôn Na và tôi. Từ đó là thì cũng là nó quá xâm diệu mà cơ duyên của tổ sư ngày trước đó, thì có chỗ sai biệt. Và cái người là tỏ ngộ thì chỉ có mình ngày cả hai cái giết là khi Phật còn tại thế. Sự truyền thừa đó cho đến tổ ở Ấn Độ tới 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc làm sơ tổ, nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Độ Tính, ngũ tổ Quần Nhẫn và lục tổ Huệ Năng. Cái sự truyền thừa thở đó thì ở ít vị, mỗi một cái đạo tràng một hay là mỗi một pháp hội của chư tổ thì là chỉ có ít vị thôi. Nhưng mà dù là ít vị nhưng mà mỗi một người đó là văn hóa mỗi nơi, có người thì ghi trong lịch sử, có người thì không được ghi trong lịch sử, còn có người thì cũng ghi quá sơ lược. Chỉ là sở trưa đó là các ngài không có chú trọng về mặt ghi chép lại, mãi cho đến cái lục tổ Huệ Năng thì ngài độ được ghi trong sử liệu mà ra văn hóa đó là 43 vị. Thì cái người mà lỡ lạc của lục tổ Huệ Năng thì có ngài Năm Nhạc Hoàng Nhượng và ngài là Thanh Nguyên Hành Tư. Và tổ nói kinh này trong cái pháp hội của tổ là chỉ là có tới 43 vị mà người ghi lại kinh pháp bảo đàm này là ngài Pháp Hải, cũng là cái người là chứng tánh triệt để. Mà tổ sư ghi lại thì nó là không bao giờ sai lệch, không sai lệch cả, bởi vì là các ngài đã chứng quả triệt để rồi. Cho nên lời tổ nói là một lần thì các ngài đó là nhớ không hề sai lệch. Nhưng mà đôi khi chúng ta sao chép nó có một vài từ qua mỗi thời đại đó, cái thời trước thì dùng cái từ đó và thời sau dùng cái từ đó người ta không chịu, thành nó sửa lại một vài từ, và sửa lại một vài từ nó cũng không mất ý. Ví dụ như thời xưa người ta dùng đó là chữ thủ đoạn của chữ tổ, dùng chữ thủ đoạn thì ngày xưa tức là cái diệu thuật hay là cái thủ thuật của một cái giai đoạn của một đương cơ, có gọi là cái thủ đoạn. Nhưng mà ngày nay dùng chữ thủ đoạn thì không ai chấp nhận được. Thủ đoạn tức là gian xảo mà, lưu manh rồi. Dùng cái từ không thể được, cho nên bắt buộc phải đổi một vài từ khác cho nó phù hợp vào mỗi thời đại, chứ không phải do cái người đời sau cố ý sửa lại cái từ đó. Tại vì là tôi cũng có nghe một vài vị khi mà Hòa Thượng Di Lực dùng danh từ thủ đoạn của chư tổ, các vị ngơ ngác, ủa tại sao chư tổ còn dùng thủ đoạn? Cho hôm nay tôi phải giải thích lại cái từ này cho các vị biết. Thì mình nói dễ hiểu tức là cái diệu dụng, cái dụng. Dùng nó cũng không có mất nghĩa, nhưng mà từ thì nó lại đây là khác. Chính vì thế mà chúng ta thấy đó, thậm chí cái đến nhà Đinh, nhà Lê, nó qua nhà Lý, nhà Lý có lấy xe tổ và lấy xe tông. Thì lấy xe tổ thì cái người sống từ nhỏ trong chùa được thiền sư Cảnh Văn nuôi dưỡng, rồi sau rồi trao lại cho thiền sư Văn Ảnh nuôi dưỡng tiếp tục, rồi sau ra và nhà Lê Si Âm thì nhà Lý Linh Khai. Thì là ở trong chùa nhưng mà làm việc ta thì là làm quan rồi, nên sau lại lên làm vua, nhưng mà cũng có cái những cái thắc mắc, cũng có những cái băn khoăn, những cái lo lắng đối với thiền thì nó cao vòi vòi, đi thẳng tắc không qua phương tiện. Mà bây giờ cái tâm hoài bảo của vua đó thì muốn tôi được sâu rộng trong nhân gian, ở trong cung đình thì tất cả những quan lại ai cũng đã sống nhuận rồi, kể cả mấy bà phi, mấy bà hậu cũng là người đã sống nhuận. Không đi chùa nhưng mà ở trong bằng cung cũng có lập bằng Phật cái tụng kinh, sử liệu nó ghi rất là rõ. Nhưng mà bây giờ quan lại trong triều đình ai cũng thống nhuận, nhưng mà trong nhân gian thì làm sao đây? Mà thời xưa trong nhân gian chỉ là truyền bá
ngôn ngữ bằng cái gì, bằng chữ gì, bằng chữ Hán hay là chữ Việt? Trong cái chữ Việt mình chưa có mà sau này nó có chữ non, mà chữ non chỉ cho những người có học, còn đối với chúng mình bình dân thì làm sao mà đem cái đạo nhiệm màu nó hoàn trường trong nhân gian. Chứ những cái ưu tư đó đến cái đời thứ ba là lý sanh tâm cũng băng hỏi này dễ hiểu là tổ sư là quốc sư đó, ngày nay gọi là pháp chủ hay là tăng pháp, cái từ đó nó khác, nhưng mà cái ngôi vị trong các nhà đang lãnh đạo cái ngôi cao thì các ngài cũng có phương tiện, nhưng mà để cho nó có cái tiếng nói, cái sự quan tâm của triều đình đối với nhân gian và cũng sự quan tâm của cái các tự viện, có các vị tổ sư làm sao nó hoàn truyền trong nhân gian. Thì chúng ta thấy từ xưa cho đến bây giờ, nếu mà cái bên Hán học đó, thì các tổ cũng ghi lại rất là rõ ràng. Ai trùng tuyên, ngài A Nan, ngài A Nan thì chưa hề sang một chữ, là các tổ đã chứng tấn rồi, đã chứng quả vị rồi, thì không phải ai cũng là thuộc lầu lầu hết, mà chỉ trong hàng đệ tử Phật thì chỉ có ngài A Nan thôi. Vì vậy tạng luật sư ngài Ô Bá Ly nổi bật, thì mật hạnh thì ai La Hầu La, rồi đầu đà bậc nhất là ngài Ca Diếp, mỗi một vị là biểu biểu thị một một hạnh đó. Thì các ngài cũng có kinh nghiệm, nhưng mà tổ sư nói là trùng tiên ghi nhớ, sau lúc đầu thì văn tự nó còn giới hạn, phải không? Chỉ có thời đại chúng ta có văn tự quá nhiều, từ đông sang tây rồi, phải không? Tiên Anh, Tiên Pháp, Tiên Đức, Tiên Nhật, Tiên Hoa, đủ thứ tiếng hết. Còn tổ sư sự giao lưu nói nó giới hạn, trên sự hoàn truyền của tổ sư cũng giới hạn, nhưng mà thời Phật thì các nước lân cận Ấn Độ đó, thì đi theo cái sự truyền thừa, chúng ta thấy là sang Miên Điện, Tích Lan ha, rồi là Thái Lan, Lào, Campuchia là cái hệ thống của Nam truyền. Còn hệ thống của Bắc truyền thì Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, cái hệ thống đó là hệ của Bắc truyền. Nhưng mà ngôn ngữ cũng giới hạn, phải không? Giới hạn cho nên là không được sâu rộng trong dân gian. Chính vì thế nhưng mà lên đại tổ sư các ngài dùng mọi phương tiện, thì nói theo tổ sư là dùng mọi thủ đoạn để làm sao cho cái mọi người đã hiểu Phật pháp và cũng được chứng quả hay là kiến tấn như các ngài. Đó là cái tâm từ bi chỉ có lịch đại tổ sư là vô bến bờ, vô bến bờ không những đạo được. Chính vì thế chúng ta mới có được cái kho tàng giáo lý đồ sộ, và từ cái tiếng Hán, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, là trình tổ sư và các ngài ở người qua đó là tiếng Hán, thì bây giờ là dịch ra là tiếng Việt, cũng có một cái kho tàng quá rộng lớn. Nam truyền dịch theo Nam truyền, Bắc truyền dịch theo Bắc truyền, mà từ Bắc tới Nam trải dài đó là mấy trăm năm nay đều có, đến mấy là phổ cập trong nhân gian, tức là đem đạo vào lời như hoài bảo của Đức Thánh Thánh Tông mà ngài Nguyễn Sinh cũng đã nói. Lịch đại tổ sư tổ trước các ngài cũng có phương tiện để tạo tác, rồi là viết những cái dấu án để chỉ dạy, mà ngày nay đó mấy tức là thế kỷ trước đó, lịch đại tổ sư các ngài cũng băn khoăn, rồi là muốn đi sâu trong cái dân gian thì làm sao có thời pháp thuộc, mà pháp thuộc thì ta rắc nhau ta học tiếng Tây không ạ, rồi được bá ra lọc rồi dịch sang tiếng Việt, thì các ngài cũng tận dụng để phổ biến từ đó cho đến bây giờ. Rồi lịch đại tổ sư chúng ta cũng có người kiến tánh, lúc chưa Việt nó có mặt trong Việt Nam thì cũng có rất nhiều tổ sư đó. Thì thời thế kỷ trước là tập nay thế kỷ nghi 21 phải không, thế kỷ 19-20 thì các ngài cũng đã dịch cho tiếng Việt nhiều rồi đó. Thì cũng có rất nhiều vị tổ sư đã kiến tánh rồi. Ở Việt mình nó lại có chữ nôm, chữ nôm là không phải chữ Hán, chữ ông thì là mình biết ra tiếng Việt bằng chữ nôm,
một chữ công ở bên trên một bộ phận khác đó là thành đọc chữ ông rồi, nhưng mà ai biết được, chỉ cho người có học thôi. Từ khi mà có tiếng Việt thì sau này cũng đã phổ biến rất sâu rộng. Thì khi hoài bảo của mình là câu sư trước là Tổ Khánh Hòa thập niên 20 20 nay mình là thế kỷ 21 cũng năm 23 rồi, các ngài là 25, 26, các ngài cũng đi hoài bảo. Tuy tất cả các cái tự viện lúc đó là cái thời thịnh hành của Pháp, mà để giảng dạy kinh điển là cũng như thiền thì cũng rất là khó khăn. Đi khổ đó thì là có chùa là không tiếp cận chữ Việt, học còn học tiếng Hán và chữ Nôm thôi. Rồi các ngài không phải diễn Nôm đi diễn giải, chỗ nào xài tiếng Việt thì dịch tại cô sư cũng dịch thực tiếng Việt, mở ra những cái lớp gia giáo. Gia giáo thì là năm ba chùa, chín ba chùa, rồi là do mấy chú tiểu đến rồi để giảng dạy. Lần lượt rồi tới thập niên 30, 40 mới sâu rộng mở mới các trường Phật học từ Nam tới Bắc. Mà đối với cả các tông phái thì là các vị đã học hết rồi, phải không? Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghi, rồi như là Chư Tôn Đức Thắng Lơ ra giảng dạy rồi. Nhưng mà thiền thì mới có thế kỷ trước, mà thế kỷ trước cũng sâu rộng rồi, thập niên là 50 đó cũng có gần quá nhiều rồi, nhưng mà rất ít, rất ít. Cho đến thập niên 70 đó, 70 thì là Hòa Thượng Trúc Lâm tới Hòa Thượng Thanh Từ, ngài cũng nhiệt huyết rồi mới đứng ra để hoàn hóa. Trong lúc còn dạy ở Huy Nghiêm á thì ngài cũng đã dạy kinh, nhưng mà người tu thì cũng thiền. Mà ở nơi Huy Nghiêm chỉ có ba ngày, một là ngài Thanh Từ chưa dạy về tu thiền, mà cũng dạy thiền rồi cũng dạy kinh luật cho đại chúng. Ngài bảo vệ đó thì ngài tu tịnh độ, ngài dạy tịnh độ và cũng dịch sách tịnh độ. Rồi ngài thiền tâm thì ngài tu mật, ngài cũng dịch tất cả những cái sách về mật phổ biến. Rồi cho đến cái cuối thế kỷ trước, tức là thập niên là 70, 80 á, 90 thì có hai vị, một là Hòa Thượng Thanh Từ, ngài xếp lập tất cả các cái tiền viện Trúc Lâm, công chuyên dạy về về thiền tông. Và đặc biệt á, thì năm 1980 đó thì Hòa Thượng Di Lặc mới mới xuất hiện chuyên dạy về thông sư thiền. Thì cái sự mà dùng những cái ngôn ngữ là có nhiều người thì nghe không có được, bởi vì qua mà ngài ra sinh tại ở Cần Thơ, cha là người Hoa, mẹ là người Việt, mẹ là quê Đồng Tháp đó. Rồi ngày đó là từ nhỏ lớn là chỉ là nói tiếng Hoa, lớn lên mà tiếp xúc với người Việt tôi mới nói người tiếng Việt, thì dùng những cái ngôn ngữ đó, thì mình là có người tiếp cận ngơ ngác không chịu, không chịu. Cho nên là tôi không biết sao mà nói. Cho nên mới đây là cũng nghe mấy vị hỏi những cái từ mà ông cụ hồi xưa đó nói, thì thành mình mới ngồi ngỡ ngài hôm nay tôi sẽ giải thích một vài cái từ ngữ. Và Hòa Thượng cũng có tiếp xúc tiếng Việt người Việt, buổi đầu mà giảng cái quyển mà Đường Lối Tam Tổ Sư Thiền á, nói theo cái tiếng rất bình dị. À, giờ ông tưởng là nổi bao nhiêu xây kệ mẹ đó, cả hội trường cười cái rằng luôn, tức là rất bình dị. Bởi vì chưa tiếp xúc người Việt, người qua sang ngày nói là quen rồi à, bình thường. Cũng như là trong giáo đình đạo kinh thư, trong một cái đạo tràng lớn có mấy ngàn tăng ni, họ nói chơi nhau cũng quen rồi, kính thưa quý vị quách khí. Một là một người lớn là Hồ Tam Tạo, kính thưa quý vị khách quý, mà trên cái hội trường kính thưa quý vị quách khí là khách quý đó. Trong cái đó chơi trong cái bình thường nó có những cái ngôn ngữ nó bất cập, mình xuất ra thì mình cũng cũng quen đi, đừng có vướng vào những cái ngôn ngữ này. Thành thử ra là lúc đó là sư bà Vĩnh Bửu nhà chùa Uy Nghiêm, lúc là chưa ni, giờ là mấy vị vào trong cái ni giới đó, hàng hàng cũng hàng là ưu tú nữ lưu của bên ni bộ, các vị cũng thông học. Có sư bà Vĩnh Bửu, sư bà Quyền Học, sư bà
ở bên là quận 8, ông đi xe bà cũng đến tham dự, thấy bà nó nhỏ, nó cũng vào sân cười, nó vậy hả? Vậy tại tôi có mặt. Cho nên có nhiều vị hỏi những cái ngôn ngữ là tôi bắt đầu hôm nay để giải thích trên. Cho nên chúng ta thấy cái lời ghi kinh cổ nó không hề sai lệch, không sai lệch bao giờ. Mà nó có những trường hợp đặc biệt, tại sao mình biết không sai lệch? Bởi vì á, trong cái người Tây Tạng á, Tây Tạng là ma Tây Tạng á, thì trước khi các ngài ra sự thực chất là các ngài nói lại cái nơi mà tái sinh, tên là biết cái thân sau sanh tại đâu. Và nhờ một cái vị lạc ma bây giờ đó đến nó tìm, khi mà tìm đến thì các vị mới có 5-6 tuổi rồi gặp nhau có biết mặt liền, rồi hỏi lại như kinh điển thảo sơ thì sao, thì giờ đọc lại hết, đọc lại được hết, nhớ hết và vững kinh cấp tới đâu thì mới biết đích thân cái vị lạc ma đó tay lạc nó là bên sinh sản vẫn còn. Và trong cái sự liệu là cũng có nhiều người đã có khi là có một cái vị quan hồi trước là đang làm quan, thì một con đó là đang ngủ trưa, tự nhiên là thấy mình cái này ở đợi nhà tống đang ngủ trưa ở lại trong cái chỗ làm việc á, chỗ cơ quan của mình á, thì ngủ trưa ta thấy sao mình lại là đi từ cái phòng ngủ mình đi vô trong một khu rừng, mà thấy sau đó là làm đám giỗ cái mời ăn cũng ăn đàng hoàng vậy, cái sau đó thì quay trở về giật mình thức dậy, ủa hồi nãy mình nằm trên bao sức bị gì nè, cái rồi mình lần theo cái chích hồi nãy mình đi đó, mình đi đó thì thấy một cái ngôi nhà cũng đục sụp, gặp bà lão cũng ở ngoài 60 tuổi rồi, hỏi chứ bà nhà bà ở đây hả, anh ở đây hôm nay là làm gì đâu mà thấy coi hình soạn quen vậy, thì hôm nay là dỗ con gái của tôi hồi sợ nhỏ, nó là cũng chiên tu mà nó có để lại một cái rương sách vở nó ghi, nó nên biết kỹ lưỡng lắm, rồi nó cắt chìa khóa cái rương nó để đây, chìa khóa nó ở đâu tôi cũng không biết, hôm nay là ngày dỗ của nó, là thứ là 20-30 gì đó, tức là 20-30 gì đó. Thì cái vị quan đó là chìa khóa ở đâu bà có biết không? Nếu tôi để đâu tôi cũng có biết. Vị quan nói rằng là tôi nhớ. Rồi đem về lại chỗ đó, một lấy cái chìa khóa ra là mở cái rương ra. Mở cái rương ra thì trong ba cái bài thi đó, mình nói xem Việt Nam dễ hiểu không? Thì hương, thì hội, thì đình, mà cái đậu trạng nguyên đó mới ra làm quan. Thì ra ba cái bài sau đó, ba cái bài mà mình làm đó, gói trong đó đó thì là y văn ngày nay, ba cái khoa sĩ ông đều làm y chang, không có sai chữ nào hết trơn. Tức là nhớ lại đời trước mình làm thi hương là bài đó, để đây qua cái đời lần thi hội thì mình cũng làm cái bài này cũng được đậu cao, qua cái lần thi đình đậu trạng nguyên, rồi mở ra ba cái bài thi đời trước và đời này y chang, không sai một chữ. Tức là nhớ lại quá khứ, nhớ lại quá khứ nhưng mà không ngộ được chính mình. Đời sau là gặp một vị tổ sư rồi là chỉ lại mới kiến tánh, là vị quan là cũng kiến tánh. Cho nên đó, các ngài đôi khi lại không có sai. Có người đó nói rằng đôi khi ngài có phải ghi sai thì sao? Thì tại vì là đời nay đó nó có nhiều cái từ sửa lại thì thành thử là các vị không chịu nói là có sai lệch, nhưng mà thật sự không sai lệch. Cũng có nhiều vị nói rằng là tổ nói là không ngờ tự tánh nó vốn thanh tịnh, không ngờ tự tánh nó không sanh, tức là không sanh không diệt á, rồi nó vốn tự đầy đủ hai sanh vạn pháp. Còn có người nói là hai sanh vạn pháp tức là nó có năng sanh rồi, mà thật sự không phải, tức là cái dũng. Mà bây giờ là dùng cái ngôn ngữ gì để diễn đạt cái câu sau cùng đây. Mà cái dụng này nhiều người hiểu lầm, nó là năng sanh không phải. Mà cái vận dụng này đó là từ xưa đến nay là các cái đạo tràng tư tổ các ngài cũng đã có tâm huyết đó. Chưa tính tính cho các ngài cũng muốn vận dụng như thế nào, thích là thể thì ai cũng hiểu.
ai cũng biết, nhưng mà dũng làm sao dũng đấy. Bây giờ là một cái người làm ngân hàng mà thấy cái số tiền của ngân hàng ngày nào mình cũng đếm, nhưng mà lấy được đồng bạc không, giấy 1.000, 2.000, giấy 500 lấy được không? Không lấy được, tức là không có quyền dụng, không thuộc sở hữu. Thế thì mình hiểu, mình biết, nhưng mà dùng mình dùng cũng được. Bây giờ dùng cái tự gì đây? Tên ngân hàng sàn đồng bạc bị biển thủ rồi. Bây giờ là tên cái thẻ thì ai cũng hiểu, cho cái lý thì ai cũng hiểu, rằng cái tấm thì ai cũng hiểu, ai cũng nói được. Đúng, xài được không? Xài không được, dùng xài được, xài không được. Đó. Thế, tức là lý, sự, sự mình cũng không xài được, lý mình hiểu mà xài được. Nói với nhân quả anh nói không được, nhưng mà đụng vô là mình dính nhân quả liền. Đó. Cho nên là có nhiều người nói là cái lời cái tổ nó không còn nặng của quả thật là không có ngôn ngữ đi diễn đạt, không có ngôn ngữ đạo đoạn. Đối với kinh điển đó, thì dùng lời để giải thích được, nhưng mà đối với xe nữa dùng lời không giải thích được. Mà kể cả kinh điển đó, Đức Phật còn phải ba châu chín dụ, mà ban kinh pháp ba đưa ra ba châu chín cái ví dụ để cho người có trí do ví dụ của Phật của tổ mà để hiểu. Cho nên dùng cái ngôn ngữ của thế lưu bốn tượng, tức là thế gian dùng cái này vẫn vẫn dùng. Hỏi sao nó vô niệm, sao vô niệm thì các nhà phải giải thích là bản niệm, tức tự động nó niệm. Còn bây giờ mình không có tâm thiện đó, mình phải nhờ đến công khởi đầu, mình phải phải đề khỏi chứ. Và khi nào vô tình nó thành khối đó thì nó tự niệm, nó tự đề khỏi. Cho nên là tổ ra dạy đó rõ. Bây giờ tổ nói với cái phần con thiền à, tổ đã dạy chúng rằng pháp môn này gọi là tọa thiền vốn chẳng chấp tâm. Người ta kinh điển là Phật nói tọa thiền, lịch đại tổ sư tổ trước cho đến đời này cũng nói tọa thiền, ngày nay chúng ta cũng nói tọa thiền. Chứ tọa là ngồi, thiền là phương pháp tu tập, mà thì ngài nói là pháp môn gọi là tọa thiền mà vốn, tức là không có một cái tác ý nào để chấp cái tâm này, mà cũng chẳng chấp tịnh. Tịnh là vắng lặng, là trong sạch, là yên ổn, mà cũng chẳng phải là chẳng động, tức nó có cái dụng, cũng chẳng phải là chẳng động, tức là nó có cái dụng. Thế dụng đồng thời mình không thể dùng đồng thời được, mà lịch đại tổ sư các ngài thế dụng đồng thời. Cho nên tổ dạy cái đây nó có hai mặt, một mặt đó chỉ cho những người đã chứng tánh thì cái này ứng dụng tự tại. Mặt thứ hai, chúng ta trên đường tu mình chỉ đề khởi câu khởi đầu, tất cả các cái khác mình không có chấp đó, cho nên chẳng chấp tâm mà cũng chẳng chấp cái khi có nghi tình đó. Mà chẳng phải không có nghi tình, tức là chẳng phải chẳng động, tức là mình chỉ một mặt đề khởi câu khởi đầu, có nghi tình có cái khác mình không có biết tới nữa đó. Rồi nếu chấp tâm, tâm vốn là vọng, tâm nào có chân tâm vọng tâm phải không? Mà mình nói đây là vọng tâm hay chân tâm, kể cả tôi nói với các vị đây là chân tâm hay vọng tâm, tôi có tác ý rồi, mà có tác ý đâu phải chân tâm. Mà lên đại tổ sư các ngài nói là từ cái biển giác như đây chỗ như như bất động như gương chiếu ảnh, các vị soi gương không? Có phải không? Mình đến gương nó hiện không? Hiện. Mình đi giữa gương có giữ lại bóng mình không? Đó là các ngài nói từ biểu giác, cho nên là không có lai động, ứng dụng liền liền dụng biết tâm như quyển, cho nên chẳng chấp. Bởi vì mình đang tu mình không có chấp, mà kể cả mình biết có vi tình thì ngài Trung Phong Minh Bổn ngài nói là tâm trộn chấp. Thấy chưa? Lời của sư tổ nói mình không dính chỗ nào hết, mình chỉ giữ nghi tình thôi. Nghi tình là để do gì? Do mình đề khởi câu khởi đầu nó có cái nghi, cái nghi thì nó vượt qua mọi đối đãi, nó có nghi. Mình không đề khởi câu khởi đầu, mình muốn biết mình là ai biết không được, nó mới có cái nghi này. Cái nghi này nó không dính đâu hết. Cái nghi này là để tâm sư nó ngài nói này, nó vượt qua mọi đối đãi, lúc đó nó bùng vỡ nó mới kiên tâm được. Không có cái nghi này không bao giờ chứng tánh, cho nên giới định tuệ cũng phải từ cái chỗ này mà có. Cho nên ngài nói rằng nếu mà chấp tâm á,
tâm vốn là vọng, biết tâm như vậy cho nên chẳng chấp. Nếu nó chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chấp tịnh của kẻ tử chúng nó là như như bất động mà. Mình có tác ý, rồi mình có tâm vốn, mình thấy mình trong sạch thì chấp tịnh rồi. Mà chấp tịnh tức là tâm trộm cắp, chỉ vô vọng, chỉ do vọng niệm che khuất chân nhân. Bây giờ tôi nói tôi tác ý thì cái tự tánh tôi bị che mờ rồi, toàn là lời nói của tác ý không à. Dù là nương lên kinh tổ, lời tổ, kinh tổ, lời tổ, kinh Phật, lời Phật, mình cũng có tác ý, tức là mất cái bản tịnh rồi. Và khởi tâm chấp tịnh lại sanh vọng tịnh, mà khởi tâm chấp thì rồi cái đó là nó lên trên lót rồi. Rồi tịnh vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnh chẳng hình tướng, lại chấp lập tướng tịnh. Cơ là công phu kiến giải như vậy, vốn tự bản tánh tại vị tịnh có buộc. Tức là mình đề cả câu thời đầu, mình biết mình có nghi tình, biết không có vọng tưởng, cái biết đó gọi là tâm tổn cấp. Bởi vì mình có tác ý để có công phu, nó có được cái nghi tình, mà biết có nghi tình tức là tương tự bản tánh. Bản tánh nó là vốn như như bất động mà. Mà có cái tịnh, một cái tịnh này cũng như hạt bụi, nó dính vô mặt gương thì mặt gương nó bị có dính bụi. Cho nên kinh nói là vô hợp còn dính bụi, cực sáng tức Như Lai. Tức là còn tác ý, còn động dụng mà chưa triệt để thì dầu là chứng quả là hán nhưng mà cũng vẫn còn dính bụi. Đức Phật không còn một mái này bụi nào hết. Cho nên thật tế lý địa bất sở nhất cần, cái đất sạch thế này nó không có dính bụi, mà dính bụi thì chưa đến chỗ Như Lai. Sở lại là thế này chuyện khi xuất. Nếu người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi, tức là mình có câu thoại đầu rồi, mình nhìn ra bên ngoài đó đốn sang mặc kệ nó, mà nó còn biết mà chỉ giữ nguyên tình thôi, thì nó không bị cái đốn sang nó lôi cuốn. Tức là nếu mà người tu theo pháp chẳng động, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả đúng sai thiện ác lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng động do có nghi tình, tất cả các ông dính dáng tay nắm lại, muốn lấy cái khác được không? Đâu lấy được không? Bây giờ buông ra mới nắm được cái khác. Bây giờ cái tâm mình ôm cái câu con câu đầu có nghi tình rồi, thì tất cả những cái thị phi thiện ác được mình đâu có dính dáng gì. Cho nên tội dạy chép này thiện tri sức, kẻ mê sân dù chẳng động, mở miệng thì nói thiện phi, tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh tức là thương đạo, một mái mai thấp đời vướng rồi. Như cái chiếc vòng của cái gậy đeo mà một cái gì bị chạy xuống cũng mất giá trị rồi, phải không? Nó không có một xước hoặc mùi rất chạy thì là không có một cái bọn nào thì đem bán giá mới cao. Chứ với cái vòng màu của các vị là có tiền chết rồi, đem bán đâu có cao đâu. Mà tâm mình mà có chút xíu hay dở khen chê là bị cái đó nó lôi cuốn rồi. Cho nên chỉ giữ được cái nghi tình mà thôi. Rồi Ngài là dạy chúng rằng này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này vô chướng vô ngại, bên ngoài đối với thức cảnh giới thiện ác tâm niệm thẳng khởi mới gọi là tọa, bên trong thấy tự tánh chẳng động mới gọi là thiền. Tức là cái pháp môn này nó không có gì vướng bận cái gì hết, nó không có bị trở ngại cái gì hết. Mà khi mình nhìn ra bên ngoài thấy có thiện có ác á, mà tâm chẳng khởi mới gọi là tọa. Mà tâm mình không khởi là nhờ cái gì? Nhờ cái nghi. Nhờ cái nghi nó mới là không có có tác ý. Rồi bên trong á mà thấy rõ tự tánh thì mới gọi chẳng động, mới gọi là thiền. Mình thấy rõ tự tánh thì đâu còn gì nữa để nói, tức là cái tên mặt luôn bằng khoảng không một cái hạt bụi nổi hết,
thấy rõ sự tánh như vậy là thiền là chứ gì, thiền là biệt danh của tự tánh. Bây giờ nó muốn đạt cái chỗ biệt danh tự tánh thì cần phải có cái pháp tu. Các vị muốn giải một cái bài toán mà không có công thức không giải được, muốn lắp ráp một cái máy mà không có cái sơ đồ cái người phát minh đưa cho mình á, mình ráp cũng không được nữa. Mình sẽ ráp sai số một cái điểm trống, mà ráp sai số thì cũng không thành một cái máy, phải không? Bây giờ mình có một tác ý cái gì đó đi nữa thì nó cũng sai tông chỉ rồi. Đòi hỏi các chúng ta làm gì? Chỉ giữ được câu nguyên tình thôi, lâu dần nó thành khố rồi, nhân duyên hội đủ nó tự tan vỡ, hoặc là mắng chửi, hoặc đánh đập, hoặc góp té, hoặc là mình thấy qua rơi chim kêu mượn hú, tất cả những cảnh giới đó đều đưa mình đến cái chỗ tổ ngộ với điều kiện là mình phải đạt cái chỗ đó mới thành tựu. Trái nó chín nó mới rụng, trái chín mới ăn được, không chín làm sao ăn? Cái chuối mà nó chín nó ngọt, còn không nó chát. Cái khế ngọt, còn nhỏ thì nó chát, nó chua, rồi nó mới chín mới ngọt. Cái xoài nó chua, mà càng chua thì chín nó càng càng ngọt. Nó phải chuyển biến chứ. Tâm thức mình nó vốn đầy trần lao phiền não, nhờ cái câu thoại đầu này nó vô hình trong nó hóa giải tất cả những cái trần lao phiền não của mình. Mình đưa lên cái cố nghi, cái nghi là thành phố nó mới tan vỡ chứ. Không tan vỡ không cái tánh, nhưng mà chắc bị đớn trụ này không tan vỡ không được. Nó tự vỡ giống như trái sầu riêng, nó tự chín nó phải rụng thôi. Xoài chín nó mới hái được. Cho nên lời dạy của cổ hết sức là tha thiết, hết sức là thực tế. Tổ nói tiếp này thiền đi thức sao gọi là thiền định. Bên ngoài liền tướng là thiền, cũng liền tướng nữa, từ nó khác. Mà tổ giải thì nó là đa ná, nhưng mà nghĩa nó cũng là đồng, từ nó khác nghĩa là đồng. Sao gọi là thiền định? Bên ngoài thì liền tướng, bên trong là chẳng loạn. Thấy rõ tự tánh là sao loạn vậy? Mà không rõ tự tánh thì nhờ có cố nghi, mà có cố nghi thì nó đâu có loạn, phải không? Đó. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, có tác ý cái gì đó thì là chấp rồi, có một chút xíu suy nghĩ gì đó cũng là loạn rồi. Ngoài nếu liền tướng thì tâm chẳng loạn. Xét ra cảnh giới tâm chẳng loạn, nó gọi là tọa. Ở đây thì không liền, ngoài lìa tướng thì tâm chẳng loạn. Từ khác hơn mà nghĩa thì đồng. Bản tánh tự tịnh tự định, cái bản tánh, cái nguồn gốc vốn nó là tự tịnh tự định, nó không có dính một mảy may bụi nào hết. Đó. Chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn, nếu người thấy mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là chân định vậy. Đó là cái chân định. Và bây giờ chúng ta chưa được phải không? Mà muốn được thì gì? Chỉ có nguyên tình, tức là chân định rồi. Nguyên tình thì nó không có một cái gì nó tác ý nữa, mà bên ngoài vô thấy cũng không có phân biệt, mà trong cũng không có một cái tác ý nào đưa ra, thì đó là cái nguyên tình đó. Muốn biết nó biết không được, muốn biết sanh từ đâu đến chết từ đâu biết không có được, mà biết không được tức là nguyên tình rồi. Mà nguyên tình thì nó vượt qua cái thiền định, mà nó thiền định cũng được, chân định cũng được. Đây là những thứ thích, ngoài lìa tướng là thiền, trong chân loạn là định, ngoài thiền trong định mới gọi là thiền. Thiền định tức là nguyên tình, trong ngoài đều chẳng biết. Đó là cái nguyên tình của chúng ta, nó vượt qua cái định nghĩa này nữa. Mà lấy nghĩa này cũng được, nó vượt qua cũng được, không có sai ý của Phật của tổ. Kinh Phật cũng nói bản tánh ta vốn tự thanh tịnh. Cái bản tánh của mình nó vốn tự thanh tịnh, thực tế thế địa bất khởi nhất trần mà. Bất khởi nhất trần là tự tịnh tự định rồi. Thì đi thích niệm niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Đó là kinh Phật bổn. Các vị mà thường cao bộ Phổ Thanh Giới thì cũng đã nói qua chỗ này rồi. Bản tánh của chúng ta là vốn tự thanh tịnh, mà niệm niệm tức là không lúc không có sự gián đoạn đó, là niệm niệm không có gián đoạn,
mà thấy được cái bản tâm của mình, tức là kiến tánh thanh tịnh rồi, mà cái tánh tự thành, tự tu tự hành, tự thành tự đạo cái này là bảo nhầm, chứ không phải tu nữa. Mình thấy được cái chính mình hiểu được cái lý rồi, mình nhận được là chính mình, tức là mình thỏa hộ được chính mình, lúc đó mình được chủ hoàn toàn. Thì đó là tự thành Phật đạo rồi, tức là sự phải hành thôi. Lý thì nó rõ ràng, cho nên tổ sư nói là đốn ngộ tuy đồng Phật, tức là mình thấy là bằng Phật rồi, đồng Phật chẳng có khác, đồng như nhưng mà đa sanh tập khí thông, mình mới thấy tự tánh của mình á, nó còn những cái tập khí mình chưa có thuần thuộc được, ứng dụng chưa có tự tại được. Giống như mới học võ, mình mới đi đường quyền lá không quyền, rồi phải nhớ lại, phải đi tập rất nhiều lần mới đi đường quyền được. Mà tập lâu rồi chứ thì nó trở thành thuần phục. Mình ngộ rồi nhưng mà tập khí nó còn nguyên vẹn, người ta khen mình cũng thấy vui nữa, nhưng mình liền biết mình phải bỏ nhầm mới dứt liền. Bây giờ không biết cái xe nào để ví dụ, lấy xe ra ví dụ tiếp. Bây giờ như là một cái người hàng rong đi, thành người bấm số đi, đem bán cho người ta, rồi người kia là bán hàng rong, rồi bây giờ là còn ế lại 10 tờ cũng sắp tới giờ sổ rồi. Chị bây giờ tôi còn 10 tờ, đấy là cái lời của tôi mà. Mà nếu mà tôi không bán hết cái này là tôi lỗ, tôi chỉ cần ơn mua dùng. Cái động lòng của tôi mình cũng có lợi được 10 tờ là thôi thì mua giúp cái chiều sổ của Trung. 10 tờ trúng nhiêu? 1 tờ trúng bao nhiêu tỷ? Mà 10 tờ bao nhiêu tỷ? Nó thành nhà giàu chưa? Xử lý đủ chưa? Mình thấy cái số mình chưa mua, mua rồi là sở hữu phải không? Mà sở hữu rồi nhưng mà còn chưa được nữa, phải đài mở ra trúng con số đó mình mới là được cái sự lý. Hồi nãy cái số, bây giờ số mình trúng là sự. Nhưng mà thói quen cái bản chất mình, người mua cái nó bên còn không còn nguyên không còn, nói ra cũng là thô lỗ, cũng mắng, cũng chửi, cũng la, cũng hét vậy. Cái cả người tôi cũng vậy đó, khen là tôi chơi vui mà chơi cũng buồn vậy, cũng la cũng hát cũng trùng vậy, tập khí mà. Rồi bây giờ mình có tiền làm sao còn mua cánh bông bưng không? Không, còn đó nhà lá bây giờ mình cắm nhà lầu được không? Được. Mua xe hơi được không? Được. Biết lái không? Không biết thì phải tập chứ, không nhầm đó. Có cái cần mình biết, có cái cần phải lợi bỏ, phải không? Đó rồi lâu từ đó rồi mình lái ào ào rồi mình mua giao lô với thiên hạ. Bây giờ mình giàu rồi, giờ mình đi học cũng giao tế chứ. Hồi đó mình không biết tiếng Anh, giờ học tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Đức, tiếng Dũng, không học cái gì cũng được, có trường dạy mà. Rồi mình nói tiếng Anh được không? Mình học rồi 5 năm là mình giao tiếp được không? Được chứ. Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Dũng đó, mình học mình nói được. Mình giao lô vậy là cái cách mà mình ứng xử của mua cánh bấm bưng còn không, nó mất không còn nữa, mà giao tiếp sự lưu trí đi xuất rồi. Cho nên trên cái cửa có đạo là tổ sư của ngài đã đồng nhập rồi, đã sanh tập tiến xong phân định ba thượng dũng, tức là gió đã lặng rồi nhưng mà nó thổi qua trên mặt hồ nở lên cả lý hiện niệm chung sanh, lý hiện hoàn toàn rồi, thấy cái số mình mua nắm trong tay sổ rồi, nắm trong tay có tiền rồi, niệm chung sanh tham sân si trước kia còn nguyên vẹn. Lên đại tu sư các ngài cũng còn tập khí thế gian đầy giấy, nhưng mà trải qua thời gian dài các ngài bảo nhầm dứt sạch hết, như mặt gương không có một hạt bụi, mà ngôi học còn dính bụi, chưa đạt đến chỗ như là cực sáng, cái như này không có dính bụi nào hết. Đó là lời của Phật Pháp Bảo đó. Giờ cho cái đồng hồ cái mấy giờ? 8 giờ. Anh mới xài cái cho cái đồng hồ.
Cái này có nhắc cái gì không nghe? Cho nên cái phẩm này nó ngắn mà không có má gì đâu, không có canh giờ được, đó là cái xin còn kẹt. Cho nên chúng ta thấy những cái ngôn ngữ thì đại tổ sư có ngài nói đó, tức là sao có thế luôn bất tưởng, cứ nói như thế nào cái ngài nói như thế đó. Mà thời Phật á thì có các cái đạo giáo trước chưa, có rồi phải không? Có bảo là có bao nhiêu số đạo, có 90 mấy số đạo luôn mà. Mà mỗi một sứ đạo có ngôn ngữ khác trong nhau. Như thời xưa đó, trong đạo Phật đâu có Sa Môn, đâu có Bà La Môn. Nhưng mà ở kinh điển Nam truyền á, kể cả Bắc truyền cũng dùng danh từ Sa Môn, Bà La La Môn, nhưng mà của đạo đạo Phật. Dùng từ thế gian nhưng mà cái nghĩa nó lại là khác. Từ thì nó là tờ đồng. Cho nên không thể lìa cái ngôn ngữ thế gian mà nhiễm bài dấu lấy được. Cho đến đời để tổ sư các ngài đó phải dùng phương tiện thôi, ứng câu chất toàn xong. Cái thắc mắc của người nào đó về cái gì đó thì các ngài đã giải tỏa liền. Chẳng hạn như là trong sử liệu là rất là nhiều, nhưng mà mình nói trong cái giai đoạn từ cái Pháp Bảo Đàn thôi. Như ngài Nam Nhạc bây giờ thôi thì như là ở ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi, mà trong khi ngài là cái người gì sinh trong nhà quan, nhưng mà bị biếm nhẹ đài đến lãnh nam, rồi sanh phụ là buồn phiền quá rồi cũng mất sớm, để lại mẹ đó con tôi lâm vô trong cái hoàn cảnh bần cùng khốn khổ, đâu có đi học đâu. Mà thời xưa thì nó là cảnh xã hội rất là xác nhận. Ngày nay á là chúng ta là văn minh tột cùng rồi, nhưng mà có người không biết chữ có không? Có, bây giờ đầy vậy vẫn còn ấy. Các vị xuống miền Tây đi, về các tỉnh đi, mấy người 50, 60, 70, 80 có người không biết chữ. Trong gia đình tôi cũng có 50 người không biết chữ nữa, đâu có biết đó. Đó là chưa phải là lâm cảnh là cơ hàng đó, nhưng mà con quan mà lâm cảnh cơ hàng làm sao đi học? Mới học mà phải có tiền. Rồi mẹ đó con tôi rồi không có nghề nghiệp gì đốt củi, đem ra chợ bán. Mà khi đem ra chợ bán là nghe ta tụng kinh Kim Cang cái gì tâm liền khai ngộ, thấy không? Tức là các ngài ra đời trước đã đi rồi, để sanh trong đời này các ngài đi được mà. Thiên vị Bồ Tát cũng trời đấu xuất hiện thân ở nơi đâu? Vua Tịnh Phạn, Hoàng hậu Ma Gia chọn nơi thì hiện thân. Tại sao là cái này hiện thân mà không biết chữ? Để vì đó là cái mầu nhiệm của Phật pháp, và không bỏ sót một cái cơ duyên nào hết, mà cũng không bỏ sót một chúng sinh nào hết. Cho nên cái ngày lần lượt ra đời, người không biết chữ, người là dốt nát, người khờ đảo, nhưng mà vẫn kiến tánh, vẫn chết tánh để độ cho chúng sinh. Cái là ứng dụng của Phật pháp trong nhân gian, không bỏ sót một căn cơ nào hết, tùy theo cơ duyên, tùy theo cái nguyên cội cái ngày hiện thân để giúp đời. Nghe trên Kim Cang thì tọa ngộ hỏi kinh gì vậy? Kim Cang ở đâu có? Ở chùa Đông Thiền của Bùi Nguyên Bình Mai, nơi đó có Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nó chỉ dạy cho một người đó, mọi người y kinh này á tu á thì là sẽ được trực liễu thành Phật. Trực liễu là thấu suốt, chỉ dùng cái tâm này thôi, đáng dùng thử. Trực liễu thành Phật chỉ dùng cái tâm cầm khôn này thôi, mình hiểu và thành Phật phải. Và đại sở bao nhiêu cũng mấy phút trốn liền. Dùng cái tâm này, dùng đồng tiền này mua hết số, dùng cái tâm này tụng kinh Kim Cang mà thấu suốt là thành Phật. Bồ đề tự tánh nó vốn thanh tịnh, phải chỉ dùng cái tâm này mình thấu suốt được rồi là thành Phật. Đơn giản, nhưng mà chúng ta hành không phải đơn giản. Ngày rất đơn giản, nhưng mà không hành đơn giản.
muốn tốt nghiệp lớp 12 thì phải 12 năm. Nếu mình học giỏi, còn học mà ở lại lớp 1, lớp 2, lớp 3, ở 2, 3 năm thì làm sao 12 năm được. Rồi cũng nếu mà quyết chí thì cũng đến lớp 10, 12. Rồi vô đại học, rồi vô là lên nữa, tức là thạc sĩ thì được lên nữa. Họ sẽ ra là cuối cùng là thạc sĩ. Trong đạo cuối cùng là gì? Cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn không còn cái gì hết, tức là một cái tấm gương không có hạt bụi nào trên tấm mặt gương đó mới gọi là cứu cánh viên mãn. Phải có thời gian chứ. Mà các vị có, cho nên tổ sư đó đã khích lệ. Cho nên sở dĩ mà các ngài được như, giống như thế đó là các ngài hiển thân. Hoặc có giả các ngài đã đi đoạn đường 1.000 mét mà các ngài đi 99 mét rồi. Đời sau á, các ngài đi trở lại thì là ra sân ngày một bước rồi đến nơi. Nghe 1.000 ngộ được đại tâm trí mà. Cho nên là tổ sư các ngài đã tự mẫn. Nói ra mọi phương diện, chia ra là tiền tông, tịnh độ tông, mật tông, giáo tông và luật luật tông, rồi còn thành thật luận, pháp qua luận, qua nghiêm luận. Để làm gì? Để cho phù hợp với tất cả các căn cơ của chúng ta. Có người sanh ra đứa con của mình do cha mẹ sanh, sanh đôi thôi. Mọi người tại sao nghèo, người tại sao già? Người tại sao rất là đẹp, người tại sao không đẹp bằng? Hai người thương yêu là nó giống nhau. Nhưng mà con người thì kỳ khôi, con người mới sống dễ thương là sinh đôi đó. Tại sao vậy? Là do tập nghiệp đời trước của mỗi người giàu một cái dòng máu cha mẹ cùng sinh một giờ nhưng mà khác giây. Thấy không? Đứa đi trước đi sau, trước là chị, ra anh, đi sau là em thôi. Có người sinh đôi, sinh ba, sinh năm, sinh bảy nữa. Trên thế giới chuyện gì cũng có, nó đầy dẫy hết mà. Nhưng mà tại sao người lại thông minh, người lại là giàu, người lại nghèo, rồi người lại gặp chồng tốt, người lại gặp chồng xấu? Đâu có nói được, đó là cái đời trước chúng ta tạo nghiệp. Sinh cùng giờ, cùng tháng, cùng năm đó. Mà một cái bà lão sanh cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng phút với Đức Phật. Nhưng mà nghe Đức Phật là không chịu nghe. Đức Phật muốn quá độ, độ không được. Cho nên những người không có duyên với Phật, Phật cũng không độ được. Không có duyên với Tổ, Tổ cũng không độ được. Mà không có duyên với Thầy nào thì ông Thầy cố gắng độ cũng không được. Muốn kéo về mình để độ cho nó tốt cũng không được. Rồi gặp một cách tu liền. Cho nên Phật có sĩ là không độ được cho những người không có duyên. Một bà lão đó hả, Phật muốn đến độ thì bà chạy ra, đến bà chạy chỗ khác, đến bà chạy đông, đông 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 tây. Đến chỗ đông bà chạy qua cửa nam, đến chỗ nam bà chạy qua cửa tây, đến cửa tây bà chạy qua cửa bắc, bà chạy vòng vòng thôi. Không muốn gặp Phật, tức là không có duyên Phật không độ được. Đó là cái nguyên tắc xưa nay trong cái nhân quả. Mà các vị có duyên với thiền không? Có. Nếu các vị lần trước không gieo nhân duyên với thiền, tôi nói không bao giờ cái vị ngồi nghe đâu. Các vị chuyện nghe là đời trước đã gieo duyên rồi. Mà không phải gieo với tôi mà gieo với người khác. Đã có duyên với thiền rồi, gặp thiền là các vị nghe thôi. Mà bây giờ là học đầy bụng rồi mà các vị là không có duyên á. Dù là tổ sư kiến tánh các vị cũng không nghe nữa. Không nghe. Cho nên mọi việc đều không ngoài nhân quả. Đã gieo nhân với chính pháp rồi, dù trải qua muôn ngàn cái kiếp đi nữa cũng không mất. Mà gặp lại thì mình nó nghe liền. Còn tu hay không là do nơi các vị. Người giới thiệu là làm trọn một phần người giới thiệu. Còn tu hay không là do nói nơi các vị nghe. Đó. Đó là cái đạo lý xưa nay nó như thế. Mà cái người giới thiệu á, cái sản phẩm là muốn người ta dùng cái sản phẩm của mình không? Cái việc đi làm marketing đó. Đi quảng cáo. Rồi muốn người ta là hưởng ứng cái quảng cáo của mình không? Ai cũng muốn chứ. Hưởng ứng thì nhiều hay ít. Rồi có người cũng không vậy. Chứ đâu phải ai cũng nghe theo hết đâu. Cho nên là Phật nói thì những người không có duyên Phật không được. Lúc đại tổ sư cũng vậy. Ngày nay chư tôn đức cũng vậy.
dù là đạo cao rất trọng mà không có duyên thì cũng không theo mình. Đó là cái đạo lý muôn đời. Cho nên các vị nghe rồi thì chúng ta cố gắng tập tu đi. Bởi vì ta có một cái chuyện đời xưa, nói đây ra chuyện đời xưa nữa. Chuyện bên trời Âu nè, tức là cái vương quốc Anh và cái Pháp châu Âu, phải không? Châu Âu. Cái thời xa xưa vương quốc Anh và Pháp, hai bên nó quánh lộn với nhau, dùng từ bình dân đi. Rồi cái ông vua cái nước Anh nó ra trận, ông thua, ông vua nước Pháp bắt được. Bắt được là vua là bố đem ra rồi xử tử. Nhưng mà bỗng nhiên cái ông vua nước Pháp nó sao bây giờ tôi hỏi một câu, nếu ông mà đáp được thì tôi sẽ tha. Nhưng mà tôi cho một cái thời gian đó, ông cho về nước rồi không hỏi ai, hỏi bất cứ người nào là một phụ nữ họ muốn cái gì, muốn cái gì. Bây giờ nó ngớ ngẩn rồi, cái câu hỏi quá đơn giản mà, phụ nữ mà muốn cái gì? Hỏi hả, trong cái triều đình từ quan lại cho đến thứ dân, đi hết trong dân gian tập hợp lại hỏi, cũng không ai trả lời được hết. Không có bỏ sót cái dây cắp nào hết, hỏi hết. Rồi cuối cùng có người xuống ra thôi thì ông lên đến hỏi cái bà phù thủy này đi. Mà cái bà phù thủy này cũng nổi tiếng, biến giận quá. Nhưng mà bà rất xấu. Bà rất xấu, cái vị vua này hỏi thì bây giờ là người phụ nữ này trước họ muốn gì trong cuộc đời của họ, họ muốn cái gì. Thì bây giờ cái bà phù thủy bây giờ á, ông về ông nói cái người mà phụ tá của tôi đó, phụ tá của ông tức cẩn thận lắm, nó dễ hiểu, tức quan cẩn thận đi, quan cẩn thận thì tôi muốn lấy ông đó làm chồng. Mà ông kia diễn quan đường đường tâm tướng mà quan không làm đệ mà lấy một cái bà phù thủy quá xấu xí, thì là ông vô hơn ngẩn. Bây giờ mình muốn cứu mạng mà không cứu mạng thì làm sao, mình đi âu ốm rồi. Tôi về tôi kể lại với cái vị cẩn thận mình, vị cẩn thận chấp nhận. Chấp nhận rồi thì là hai bên đối đáp với nhau thì là vậy. Cái vị quan đó đó thì là gặp mặt nhau rồi thì là làm cái lễ cưới. Làm cái lễ cưới thì ban ngày ra là bằng đường xấu xí, tối lại rồi vô trong đồng phòng thấy một cô gái quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp thì là thấy cái ước vọng của bà phù thủy này là muốn cái tấm chồng này, thì là vua đáp ứng. Thì ông quan đời đầu chấp nhận cái chuyện đó, thấy bà vợ đẹp quá. Rồi cái bà vợ nói bây giờ đó, ban đêm ông muốn tôi đẹp rồi ban ngày tôi xấu thì ông chọn cái nào, ông chọn cái nào. Thì ông vua trả lời rằng, thì ông cẩn thận ông chồng bà đó trả lời rằng có tên, nhưng tôi quên tên lâu quá mình không nhớ tên. Tên bằng tiếng Anh mình quên. Thôi thì sao cũng được, theo cái ý của nàng muốn đi. Thì từ đó bà phù thủy mới biến cô gái đẹp hoàn toàn đến trả lời với ông vua, cô này có bố được lấy ông này và giờ sáu bố thành người tốt. Là cái ý muốn của phụ nữ, người xấu xí muốn cái ông quan đẹp đẽ. Rồi bây giờ ở đây là hỏi ông chồng cho muốn xấu mà muốn tốt với cuộc đời của ông, tùy ý nàng, muốn xấu tốt tùy ý nàng, tức là mình quyết định, phải không? Mình quyết định lấy một chồng hay không lấy chồng, muốn xấu là tốt do cái người phụ thủy đó biết quyết định. Cái nghĩa nó là gì? Tức là các vị tự làm chủ chính mình. Học tổ dạy là mình phải làm chủ chính mình. Mà muốn làm chủ chính mình là phải tu, tức là phải thanh thiền để có nghi tình. Mà có nghi tình rồi đó thì trần lao phiền não nó bớt đi. Mà bớt đi rồi các vị là sống được cuộc đời là có được vui không? Có bị phiền não nó xâm chiếm không? Mình làm chủ đó, mình mặc dù nó là núi Phật tử là tâm tục, mình phải tự làm chủ. Phật tổ nó chỉ bài rồi, khuyên tôi mình không tu, Phật tổ cũng bó tay. Tôi giới thiệu rồi, các vị không tu, tôi cũng bó tay, các làm được gì đâu. Cho nên các vị phải làm chủ chính mình. Muốn ngộ được chính mình thì phải nhờ câu khởi đầu để có nghiệp
tịnh. Và khi cái tịnh nó thành khối rồi đó, thì là dầu cho cái tánh cũng là một cái người rất bình yên, phải không? Buồn vui hờn giận nó giảm đi rất nhiều. Con cái nó khen cũng được, mấy chú tiểu khen cũng được, chê cũng được. Đôi khi mình vừa la cái mình thực tỉnh liền, do mình có công phu. Nếu mình không công phu á, thấy thiện ác thì tâm dao động rồi, phải không? Mà cái bản tâm mình vốn tự tịnh tự định, nó bất sanh bất diệt, bất khó bất tịnh, bất tăng bất giảm. Mà bây giờ mình không có cái công phu này á, thì không đạt cái chỗ này. Đó. Một đoạn đường mà muốn có tiến sĩ thì bắt buộc các chị phải học suốt mười mấy năm thôi, 20 năm. Thấy không, vô đại học là 19 tuổi, 18, 19 tuổi mới thi, mất 3-4 năm rồi. Mà muốn có tiến sĩ thì lấy tròn 30 tuổi đi. Còn mà không học thì không thành tiến sĩ. Mà bây giờ mình nghèo quá làm sao? Mình vừa đi học vừa giải, vừa kiếm việc làm. Nếu mà cha mẹ có điều kiện thì mình khỏi phải bận lòng. Còn cha mẹ nông thôn ruộng rẫy, bán lúa bán gạo để nuôi cho mình ăn học. Mà mình đi học rồi giờ tiền học phí, tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tất cả các thứ, mình phải làm gì? Giải thêm, làm thêm. Sau xưa mà muốn làm quan thì phải đậu thủ khoa cho mình về Trạng Nguyên, phải không? Còn giờ mình muốn đậu được tốt nghiệp tiến sĩ bắt buộc phải học, muốn tu, muốn giác ngộ phải tu, không tu không bao giờ giác ngộ được. Phật chỉ dạy, Phật không có ban cho. Cho nên ngày anh tâm sự là tâm sự của chúng ta nè. Anh An, đôi khi em thấy Như Lai sẽ nào phát tâm đi tu. Dạ bạch Đức Như Lai, con thấy đất thân của Đức Như Lai là con do dục nhiễm. Mà được trang nghiêm như thế cho nên mắt thấy tâm con phát tâm đi tu. Phật hỏi, tâm ông chỗ nào? Đó, phải là chỗ chỉ tâm thôi. Rồi là đáp không được rồi. Mà cái nguyên nhân đó là khi ngày A Nan buổi sáng hôm đó ở trên Lăng Nghiêm đã được cái người mời đi cúng dường, rồi vua Ba Tư Nạn Khanh vào trong tỉnh xá tỉnh Phật và đại chúng vào hoàng cung cúng dường. Vào hoàng cung cúng dường thì A Nan đã về trễ, Phật đại chúng đi hết rồi, thì ngài mới ôm bát, chưa tới giờ trưa mà ngài ôm bát đi phát thực. Ngài nghĩ rằng một người thì đi phát thực nhà giàu thì Phật vỡ, một người thì đi khắp thực nhà nghèo Phật cũng vỡ. Rồi ngài thử nghĩ rằng hai vị tôn giả trước á, dù là A La Hán nhưng mà có cái chỗ là nhà giàu nhà nghèo, bây giờ ta là không khởi tâm bình đẳng, khởi tâm bình đẳng không biệt, phân biệt giàu nghèo, tức là có tác ý, phải không? Phải có tác ý không? Ta giờ khởi tâm bình đẳng không luận giàu nghèo, ai cho cũng được. Đang suy nghĩ cái vị thần chú Ta Tỳ Ca La Phạm Thiên của nàng Ma Đăng già, bởi vì tâm tác ý thì cánh trần lôi cuốn, cánh trần lôi cuốn vào cái nhà dâm. Thì do là trong lúc đó thì ngài Đức Phật đang thọ trai, biết ngài A Nan mất nạn, cho nên khi thọ trai là không trước pháp, trở về chỉnh xá đọc kinh chú Lăng Nghiêm, sai nhân thù đến nhà dâm cho nhà Ma Đăng già đó, thì mới là dẫn đem về. Lúc đó nó khóc lóc kể lễ: con tưởng là Đức Như Lai thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, giả lại con cũng là tỷ giả ai nói của Đức Như Lai, thế nào Đức Như Lai cũng ban cho con vô thượng bồ đề, không cần tu. Rồi khóc. Rồi bây giờ là con có chút xíu của nàng Ma Đăng già bắt vào nhà dâm, trong tâm con biết rất là rõ nhưng mà sao con không làm chủ được. Hôm mai nhờ là Đức Như Lai xuân tưởng xếp thần chú thay văn thù đến cứu con. Bây giờ thôi thì Đức Như Lai là ba chỉ dạy con phương pháp tu hành. Bây giờ mình đang nghĩ Phật chỉ dạy con pháp tu hành. Đó, rồi Phật mới chỉ dạy. Thế chứ? Cho nên là giờ Phật nói ra chỉ dạy hết, không bỏ ai hết, mà tu hay không là do nơi chúng ta, cho nên mình phải làm chủ chính mình. Có thứ hơn đâu, tâm cùng già trẻ bé lớn, lời Phật nói ra cùng khắp không bỏ sót ai trong mình. Mình không chưa làm không?
rồi cái gì hỏi không còn bao nhiêu phút nữa không thấy đồng hồ có giờ rồi thôi cái gì nghỉ à, cái gì là gì làm nhớ nha, cái là bất cứ trong trường hợp nào và bất cứ ở đâu chúng ta lúc nào cũng có đề khởi câu sôi đầu có nghi tình, mà đã có nghi tình rồi ngoài thấy tất cả các cảnh giới chuyển á mà tâm chẳng sợ mới gọi là tọa, bên trong thấy rõ tự tánh chẳng động mới gọi là thiền. Muốn tọa thiền thì phải ngồi như thế, phải tham nhất như thế. Đến đây chúc các vị luôn luôn là được an lạc và sống trong nghi tình. Kính chúc chúng ta hồi hướng chúng sanh.